Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ví như người đốt lò vĩ đại với chiến dịch chống tham nhũng trên mọi mặt trận. Trong suốt nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư đã có rất nhiều vụ việc tham nhũng được Bộ Công an truy tố gây chấn động trong và ngoài nước. Ngay lúc này hơn bao giờ hết, lò đang cháy và cháy dữ dội ngay trước thềm Đại hội Đảng. Và dĩ nhiên, người khởi xướng công cuộc đốt lò ấy là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được nhân dân gọi là Cụ Tổng. Cụ Tổng đã nhẫn rất lâu để chờ đến một ngày thời cơ chín muồi bắt đầu công cuộc đốt lò vĩ đại của mình. Đốt lò là để tiêu diệt đám tham ô quan lại, tiêu diệt mối mọt trừ hại cho dân, làm trong sạch đội ngũ Đảng. Như Tổng Bí thư đã từng tuyên bố đành thép, phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hòa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm đốt lò là vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Và thế là lần lượt Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thành, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Trung, những cái tên từng một thời thét ra lửa, tưởng chừng bất khả xâm phạm lần lượt được cho vào lò. Mới đây nhất là Nguyễn Đức Trung và có thể sắp tới sẽ là hàng loạt các quan chức cộm cán khác nữa, những người đang ngồi trên đống lửa vì những sai phạm của bản thân. Chẳng những chỉ đốt lò mà các công tác đối nội đối ngoại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn hoàn thành xuất sắc. Đúng là gian nan mới tỏ mặt anh hùng, chưa bao giờ cả Việt Nam nhất trí và đoàn kết như thế, chưa bao giờ dân chúng lại có niềm tin vào Đảng, vào nhà nước như thế, chưa bao giờ cảm thấy vận nước đang lên rõ ràng như thế. Để vận nước lên, để toàn dân tin tưởng, tất cả có lẽ bắt nguồn từ công cuộc đốt lò vĩ đại của Cụ Tổng. Lẽ dĩ nhiên, khi cụ đốt lò luôn có người ủng hộ, cũng có kẻ hoài nghi, đặc biệt là những kẻ ở một đất nước tự do nào đó thì tự cho mình là thông thái khi cười khẩy, kích động nhân dân, coi đó là hành động đốt lò của Cụ Tổng, là thanh trừng đối thủ, xây bè kết cánh, triệt hạ lẫn nhau nhằm làm giảm uy tín của Đảng, của chính phủ với nhân dân ta. Nhớ năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp Quốc hội cuối năm. Có một cử tri đột nhiên nhắc về mối lo ngại từ phía Trung Quốc và hỏi Việt Nam có chủ trương ra sao. Cụ Tổng nói thái độ của Đảng rất dứt khoát, kiên quyết, khôn khéo, nhưng có những việc không thể nói công khai, làm sao để đất nước yên bình nhưng vẫn giữ được độc lập, chủ quyền mới là giỏi. Cụ Tổng cũng kêu gọi nhân dân cả nước cảnh giác với những quan điểm cực đoan về vấn đề Biển Đông, bởi sự kích động thù hằn sẽ gây chia rẽ giữa lãnh đạo và nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao, đây là điều rất nguy hiểm. Nước chúng ta là nước nhỏ hơn, chúng ta không sợ hãi nhưng cần có cư xử đúng mực, không thể cái gì cũng dùng bạo lực để giải quyết. Ngoài quân sự còn có cả kinh tế chính trị phù hợp, nó là biết địch biết ta. Chẳng thế mà sau khi đánh tan bè lũ xâm lược của nhà Minh, Lê Lợi đã phải cấp lương thảo cho lũ bại trận rút quân về nước. Chẳng thế mà sau khi đánh tan tác 20 vạn quân Thanh xâm lược, Quang Trung phải chủ động viết thư nghị hòa cho thế thân sang chịu mệnh. Chẳng thế mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã căn dặn phái đoàn ngoại giao Việt Nam trước khi đàm phán tại Paris với Mỹ rằng Mỹ là nước lớn đứng đầu thế giới tư bản, buộc phải ngồi đàm phán, thương lượng là đã thất bại rồi. Vì thế Bắc yêu cầu là không được làm Mỹ mất mặt, phải tế nhị, khéo léo, lúc cường lúc nhu thì mới gọi là đàm phán hòa bình, mới đạt kết quả, tuyệt đối không được kiêu ngạo. Và gã khổng lồ Trung Quốc ngày nay cũng thế, vừa là láng giềng, vừa là đối tác kinh tế song phương bậc nhất. Việc mềm mỏng khôn khéo giữa mối quan hệ ngoại giao, tránh các xung đột không cần thiết là ưu tiên hàng đầu trong công tác ngoại giao. Tuy nhiên, khi cần cương quyết, chúng ta luôn cương quyết. Chẳng thế mà Cụ Tổng đã từng khẳng định, tất cả phải vì lợi ích quốc gia dân tộc, Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Những quyết sách ngoại giao đúng đắn của Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chủ tịch hay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện cái tầm của những vĩ nhân. Đây là sự đúc rút kinh nghiệm ứng xử ngoại giao đầy chất văn hóa trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là sự thông hiểu và nắm bắt các tinh hoa văn hóa Đông Tây trong việc theo đuổi những mục tiêu đối ngoại của Việt Nam. Đúng là vận nước đang lên, những điều vĩ đại luôn bắt nguồn từ những con người giản dị, những người cộng sản hy sinh trọn đời vì lý tưởng cao đẹp, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc. Người học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy là người đứng đầu một nước, Tổng Bí thư vẫn khiêm tốn và giản dị như thế. Và nếu có trí tuệ, chúng ta thừa hiểu nếu chỉ có may mắn, chắc cụ không được Đảng và nhà nước bầu vào các chức vụ quan trọng như thế. Quan trọng nhất vẫn chính là từ sự cố gắng học tập, phấn đấu và cống hiến của một nhân cách lớn, trí tuệ lớn. Siêu anh hùng có thể một mình cân cả thế giới chỉ có trong phim ảnh, nhưng ở ngoài đời luôn có những người hùng có thể kết nối sức mạnh của cả dân tộc, một đất nước, sẽ làm được những điều mà siêu anh hùng chưa chắc đã làm nổi. Xin trích lại lời của cụ, không phải chỉ Đảng làm mà phải luật pháp hóa, thể chế hóa, cả hệ thống chính trị, toàn dân làm mới thành công được. Việt Nam chúng ta nhất định làm được trong cuộc chiến chống Covid-19 nói riêng hay trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, Việt Nam cũng sẽ thắng. Chúc cho cụ Tổng ngày thêm sức khỏe, trí tuệ minh mẫn để tiếp tục con đường đốt lò vĩ đại. Khai trừ Đảng, bắt tạm giam một chủ tịch quận tại Đà Nẵng vì nhận hối lộ. Quý vị thân mến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, cùng với Trần Phước Vĩ, Phó phòng Quản lý đô thị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ về hành vi nhận hối lộ. Theo cơ quan công an, quá trình điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan tới việc đấu thầu và thi công gói thầu, nạo vét hệ thống cống thoát nước ở trên địa bàn quận Cẩm Lệ, cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng đã xác định Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và một số cá nhân đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thì Nghĩa Hưng và giúp cho doanh nghiệp này trúng một số gói thầu. Sau khi trúng thầu, công ty đã có biểu hiện gian dối như kê khống khối lượng đã nạo vét để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước. Trước đó, tháng 12 năm 2022, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt tạm giam Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và Võ Thành Quý, trưởng phòng quản lý đô thị Ủy ban Nhân dân quận này về hành vi nhận hối lộ. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đặng Nhất Huy, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thì Nghĩa Hưng về hành vi đưa hối lộ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Liên quan tới sai phạm này, ngày 5 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ. Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thấy rằng ông Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh đã vi phạm quy định về những điều lệ đảng viên không được làm, quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Vi phạm của ông Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân đồng chí, ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Xét về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa, Võ Thiên Sinh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Phá sới đá gà khủng, giao dịch tới 6 tỷ đồng trên một ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu đã tạm giữ hơn 40 đối tượng đánh bạc do Huỳnh Văn Thành cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 15:30 ngày 5 tháng 4, lực lượng công an của khu vực huyện Tân Châu đã ập vào trường gà quy mô lớn tại khu vực cồn đất thuộc ấp Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Tại hiện trường, công an bắt giữ hơn 46 đối tượng, thu giữ tăng vật bao gồm hơn 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 100 cặp cựa gà sắt, 12 xe mô tô. Các đối tượng bước đầu đã khai nhận, trường gà trên do Thành cầm đầu. Hàng ngày, trường gà đã thu hút hàng chục con bạc từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh đến sát phạt. Theo thông tin về vụ việc sới đá gà từ dân trí, theo cơ quan công an, trước các trận đấu, Thành đã cho dựng lều trại che chắn và sắp ghế ngồi, mắc võng cho người chơi đến nghỉ ngơi. Tại đây có người phục vụ cơm nước cho nhóm đánh bạc. Người đàn ông 38 tuổi đã thuê 2 nhân viên ghi sổ sách, thu tiền và 2 người thay phiên nhau đưa rước người chơi. Hàng ngày, tụ điểm đá gà này tổ chức trên 20 cặp gà đá cá cược với nhau, mỗi cặp cá cược từ 20 cho tới là 300 triệu đồng. Công an huyện Tân Châu cho biết, trung bình mỗi ngày tụ điểm này đã giao dịch từ 500 cho tới 6 tỷ đồng. Trong số này, Thành đã thu lợi từ 50 triệu đồng cho tới 300 triệu đồng. Khi người chơi thua hết tiền mặt, có thể chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Thành. Mâu thuẫn qua mạng xã hội, hai nhóm hẹn đánh nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Huy Hoàng Phú sinh năm 2006 đang theo học tại 2 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và không quen biết nhiều với nhau từ trước. Tuy nhiên, khi tham gia các hội nhóm ở trên mạng xã hội thì Phú đã biết được thông tin Khánh nói học sinh bên trường của mình là nhóm giang hồ nên Khánh và Phú đã nhắn tin hẹn nhau. Ngày 1 tháng 4, Khánh rủ theo 14 người mang theo hung khí. Phú rủ 14 người đến điểm hẹn ở khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một để đánh nhau. Khi đến điểm hẹn, thấy nhóm của Khánh có nhiều người cầm hung khí nên nhóm của Phú đã sợ bỏ chạy. 3 người trong nhóm của Phú chạy không kịp nên bị nhóm của Khánh truy đuổi, dùng dao tự chế chém gây thương tích. Qua truy xét hai nhóm, đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vận động gia đình đưa các nghi phạm ra đầu thú. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một vẫn đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bà Phương Hằng khai ông Đặng Anh Quân cùng chí hướng dễ tùng hứng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra và hồ sơ bổ sung bà Nguyễn Phương Hằng cùng với 4 đồng phạm có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội, livestream, xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Huỳnh Minh Hưng. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã khai thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook với các cá nhân đều do bà đọc trên Internet, đọc báo, nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở. Kết luận điều tra, để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã mời ông Đặng Anh Quân cùng tham gia trong những buổi livestream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần và đóng góp ý kiến cho bà chủ Đại Nam thực hiện hành vi phạm tội. Việc tham gia của ông Quân chỉ dừng lại khi bà Phương Hằng đã bị bắt tạm giam. Trong vụ án này, ông Quân bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho bà Hằng. Theo kết luận giám định của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 2021 là đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm điểm D khoản 1 điều 5 Nghị định số 72/2013 NĐ-CP về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Về lý do mời ông Đặng Anh Quân tham dự buổi livestream, bà Hằng khai bà và ông Quân đều là những người có kiến thức, hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chung chí hướng, cùng quan điểm nên không cần bàn trước vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau. Riêng các tài liệu của ông Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý ông Quân đã chuẩn bị trước. Nhóm siêu trộm cưỡng hơn 100 xe máy chia nhau 78 năm tù. Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản với 11 bị cáo, trong đó cầm đầu là bị cáo Đặng Thanh Dừng. Theo cáo trạng, từ 2020 đến tháng 4 2021, nhóm của Dừng đã dùng kiềm để bẻ khóa, đi trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nhóm này thường đi từ 2 cho tới 3 người vào vùng nông thôn. Khi phát hiện xe máy của người dân để sơ hở, một người canh chừng, người còn lại bẻ khóa lấy trộm, sau đó giao cho đồng bọn mang đi tiêu thụ. Quá trình điều tra, nhóm của Dừng đã thực hiện 37 vụ trộm cắp trên địa bàn Giá Rai, 37 vụ ở huyện Phước Long, 18 vụ ở Đồng Hải, 10 vụ ở huyện Hòa Bình, 5 vụ ở huyện Hồng Dân. Khi nhóm này thực hiện một vụ trên địa bàn Vĩnh Lợi thì bị phát hiện bắt giữ. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 1 2021, Dừng đã chạy xe máy chở Ngô Hoài Nam đi trộm một xe máy ở xã Long Thạnh. Sau đó, Nam điều khiển xe máy vừa trộm được đi theo hướng thành phố Bạc Liêu. Khi đi trên đường, thấy khu vực có nhiều xe của khách dự đám cưới, Dừng và Nam định lấy trộm một xe khác thì bị người dân phát hiện. Nam bị bắt giữ, còn Dừng đã chạy thoát. Từ việc bắt được Nam, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra vụ án và làm rõ toàn bộ đường dây siêu trộm này. Nhóm của Dừng đã thực hiện 108 vụ trộm, tài sản là xe máy tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Dừng trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng bọn lấy trộm là 89 vụ, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Với hành vi nêu trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Dừng 15 năm tù, 9 bị cáo khác từ 2 đến 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 1 bị cáo 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ba mẹ con bị khởi tố vì đánh ghen, lột đồ cô gái trên phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố bị can Tăng Xỉu Phùng, Nhìm Thùy Trang và Hỉ Xương Hướng, cùng quê ở Đồng Nai, về tội làm nhục người khác. Nhóm bị can này đã liên quan tới vụ đánh ghen xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy chiều ngày 27 tháng 3. Theo cơ quan công an, Tăng Xỉu Phùng đã phát hiện chồng mình là VMK, ngụ ở Đồng Nai, có quan hệ tình cảm với DPT, ngụ Cà Mau, nên đã ra ở riêng tháng 1. Ngày 26 tháng 3, Phùng đã rủ vợ chồng anh trai là TPA và Nhìm Thùy Trang lên nhà chơi. Sau đó, ba người cùng với bà Hướng đi ăn tụ họp gia đình. Khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 3, 4 người này di chuyển trên ô tô ở trên đường Huỳnh Văn Lũy để tìm quán ăn. Lúc này, Phùng gặp xe chồng đang đậu ở trên đường Huỳnh Văn Lũy nên yêu cầu anh trai chặn đầu xe. Thời điểm trên, Phùng đã phát hiện T đang ngồi trên xe nên lấy kéo màu đen để sẵn ở trên ô tô. Cả gia đình Phùng yêu cầu K và T ra khỏi xe nhưng họ không chịu. Anh trai của Phùng đứng quay phim để làm bằng chứng K ngoại tình. T ra khỏi xe, Phùng đã dùng kéo cắt tóc và xé áo của nạn nhân. Sau khi cởi đồ của T, bà Hường lấy chiếc iPhone 14 Pro Max của cô gái để giữ làm bằng chứng. Sau đó, bà Hường đã gửi trả lại chiếc điện thoại cho nạn nhân. Ngày 28 tháng 3, Tăng Xỉu Phùng, Nhìm Thùy Trang và Hỉ Xương Hướng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tách hành vi có dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Quốc phòng trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an về sai phạm trong vụ chuyến bay giải cứu, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bố trí cơ sở cách ly, công tác cách ly y tế đối với những người dân, tiếp nhận, đề xuất và xem xét ý kiến cho phê duyệt hoặc không phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay giải cứu theo đề xuất của Bộ Ngoại giao. Về số lượng, tần suất tổ chức của các chuyến bay, danh sách về doanh nghiệp, số lượng chuyến bay dự kiến được phép thực hiện, phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng cách ly y tế tại địa phương. Tại Bộ Quốc phòng, giao Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu và Văn phòng Bộ Quốc phòng thực hiện. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 54 bị can, trong đó có từng người giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trợ lý Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành. Nhiều bị can từng là cán bộ tại Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Đáng chú ý trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan tới hành vi có dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Quốc phòng sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền. Cũng liên quan tới vụ án này, ngoài 54 bị can bị đề nghị truy tố, có một bị can bị truy nã. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xử lý sau. Bị can này là Trần Thị Hà Liên, khởi tố về tội môi giới hối lộ. Theo tài liệu điều tra, bị can Trần Thị Hà Liên đã có hành vi làm môi giới trung gian đưa hối lộ số tiền gần 5,6 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép cho công ty Skyone, ATA và công ty Việt Nam Trademark. Cụ thể, môi giới đưa cho các bị can Vũ Sĩ Cương 4 tỷ 580 triệu đồng, môi giới cho bị can Phạm Trung Kiên với giá là 1 tỷ đồng.